Chị ơi, coi ai nè, come here. How are you doing, sweetheart? I'm happy to see you. How are you? Are you okay? How are you doing? You having a nice day at school? Yeah. Have you been coat on today? Has it been cool? Put your coat on, hey, keep you nice and warm. Oh, you alright? Yeah. I found purple socks in my pocket. You found purple socks in your pocket? Not socks, I mean gloves. Gloves, so okay. So we must have left them there the last time, mustn't we? Hey, you doing alright? Good. Good, alright. Ready home now for a few days. Hey? Yeah. What are you trying to do? Put your feet on there? Yeah. Little devil. Alright. Hey, I called you last night, right? And you were in my bed, on my side of the bed, and all I could hear was... You're already asleep, babe? Yeah. Hey, you couldn't stay awake, huh? No. Yeah, you doing all right? I snore like you do. Yeah, well, probably Daddy snores louder, doesn't he? Yeah. Hey, all right. And I don't like you snoring. No, I know you don't. Nor does Mummy. Well, happy seat, you chicken. Yeah. All right. Are you going to go upstairs? So then I'll go away and give it to them and what's that? Find out when you open it. I can't give it to you. Oh, yeah. Well, you're eating it. Don't you? Yeah. You buy it. No, I bought that and that and this, but the rest of it was given to me. All good? By my colleagues. Right. So give it to everybody? Pardon? You give it to everybody? Yeah. You're very kind and generous. Yeah, they are, yeah. So you buy this and this and this? I bought that and that and the cheese. You buy this and this and this? No, that, and that. Okay. So all of that was given to me. Good. So that's gnocchi. I can't say that. That's called gnocchi. Yeah. It's like a type of pasta that was made. We see this in the supermarket. It's made from potato. Mm-hmm. You put it in the hot water for no more than 2 minutes. Right. Like you do with the pasta. Right, that's an Italian sausage. Yeah. It must go in the fridge. Yeah. Okay. And that's pasta. That's Parmigiano. You remember the cheese that we had on the board at the barbecue? That's the same. That's also got to go in the fridge. How many days? It's okay for a month. So Tony buy Tony Morgan I. 12th of the 7th. Tony Morgan I, you can I, huh? 30-year-old cheese. Còn bốn cái này là được tặng từ cái anh bạn đồng nghiệp ở Ý mà giống gì để Kim mở ra xem hôm nay là gì ha. Olive oil. Hi. Oh. Yeah. Chị dầu olive cô chú, chị cô dầu olive của Ý nè, ở Ý luôn. Ấy da. Bằng chứng bạn mua cái chai này có con mực. Con mực nó mọi người ăn hết rồi. Bây giờ mua tới con tôm. Cái này ăn xong rồi để trang trí là rất là đẹp luôn. Yeah. Nice. You can use for the decoration. And you can buy 3 or 4 other designs, so you have like a set. Right? Yeah, good. Yeah. Copy. Right. Cheese. Cái phô mai này lần trước, chị chỉ cần cắt cái ăn thôi mọi người. Lần trước tôi đi ăn rất là thích, hôm nay anh mua nữa nè. Để Kim xem coi là anh mua cái gì nữa đi ha. Lại một cái chai gì nữa đây? A bottle. Another olive oil. This is a different type of taste than the other one. À, cái này cũng là một chai dầu ô liu nhưng mà có vị khác nhau. Này là extra virgin. Yeah. What's that? They're all extra virgin, but they just have different type of taste. Right. Why you don't wear the bottle like this?
Because that's already 40 euros. 40 euro for that. And 20 for that. 20 for that. And 10 for that. 10 for that. Yeah. And 70. 70 euro. Cái này là cái... This is the make from what? It's pasta. Pasta. Pasta hay là gì? Cái này sausage. Sausage. Italy sausage. Italian sausage called mortadella. Tells you there. Mortadella. Mortadella. Sausage của Ý á mọi người. Ăn, ăn. Một ký luôn đó chứ anh chị. Cái này giống chả lụa Việt Nam mình á. Cục bự tròn tròn nè. Ok, thank you. Good. Come and get it, okay. Good. I wanna come and get it. Hey, I wanna come and get it. Chị xong rồi con. Chị sáng cả. Đây này có chú anh chị trai đẹp cho mọi người. Lần trước là có mua những cái con hình con bạch tuộc nè, con mực nè, nhiều màu đẹp ha. Lễ đăng ký. Jelly beans with cherry written on them. Là dầu liêu. After school. Cái mì pasta nó như thế này nè cô chú anh chị, cái màu trắng. Cái này cũng giống như là một cái loại mì. Honey, what's that called? Gnocchi. Jelly beans. No, this one gnocchi. 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 You don't say it's got G at the start, but you don't say G, you just say gnocchi. Cái này làm bằng bằng khoai tây hả cô chú anh chị? Đây nè. Ngon lắm mọi người. Chị sáng gà nó đánh răng rửa mặt. Xong rồi do nó dính kem, dính xanh son rồi nó để chili beans. Có chili beans không số à? Yeah. What do you want for breakfast, Chi? Chị Chi đã đi học rồi ha cô chú anh chị. Này Kim đi shop thổ, Kim mua được mấy củ khoai bột này cô chú anh chị luộc ăn sáng. Kim rất là thích ăn cái khoai mà có bột bột này nè. Chạy chưa? Ôi chết. Sao vậy? Chạy lên cây luôn hả? Ừ. Tóc đâu? Chạy lên cây rồi hả? Rồi mất tiêu rồi. Trời gió bị ngã mấy rớt mấy cái cánh cây quá trời luôn nè, gãy mấy nhánh cây nè cô chú anh chị. Dạ. Tomorrow after school, can we come back here so we can get those nuts and then feed them to the squirrels and we put them down and then they will come and get it. Ok, chị chào ông bà cô chú đi học về đi. Chị chào ông bà cô chú đi học về nè. Đứng đây chào ông bà cô chú đi học về đó. Đó, em chơi em lo chạy theo bạn sóc cho nên em không, nó không có chú tâm vào chào ông bà cô chú luôn nè. Sóc đang ăn. Rồi, chỉ đi từ từ thôi. À, chạy mất tiêu hai ba con bị em chi dí sợ chạy mất tiêu rồi. Ông bà cô chú ở đây nè, cái con cũng nhảy lên cây nè, giống như con chuột đó mọi người, nhiều lắm. Nếu mà ở Việt Nam mà có mấy cái con sóc này nhiều quá hả? Giống như ở đây là mình trồng mùa màng á, là nó sẽ ăn hết luôn. Dạ. When you get back home, can I get changed? And can we go to Erin's house and play?
Bữa nay mình đi mua đồ ăn con à. Đi đường này có con sóc trong đó kìa. Ôi thôi, nó nhảy xuống nữa kìa chứ kìa. Ăn ba cái lúa bắp gì người ta để dưới đất á. Thôi đừng đừng có chọc em nữa, để cho em ăn đi con. Ủa chạy nhanh quá. Sóc chạy nhanh vô cùng luôn. Chạy nhanh quá chị à. Ba Chi ở nhà nhưng mà ba Chi không có đi đón Chi được, không chú anh chị. Ba Chi có cuộc họp. Sáng ra ba Chi đưa Chi đi học xong là ở nhà. Ở trong đó sống có cái hang rồi chị. Sống có cái hang trên kia gần bờ cô chú. Đó. Ba Chi về hồi tối hôm qua thôi chú anh chị. Sáng ra đưa Chi đi học nhưng mà không có rước Chi được, tại vì họp suốt mọi người. Sáng ra mà vô bàn làm việc là ngồi tới trưa tới chiều tới tối luôn, không có thời gian luôn chú anh chị. Thấy họp hết người này đến người kia. Cái đó là cái đường chính ngoài đó hả chú anh chị. Ở đây là ở phía sau khu dân cư này mọi người, là có một cái lối đi bộ riêng. Cái đường này là để cho người dân trong đây người ta đi bộ, xong rồi hoặc là dẫn chó đi dạo đó mọi người. Dưới đây hít thở không khí trong lành. Ba Chi nhiều khi mà làm việc cả ngày á, xong giờ làm việc cũng đi bộ ngoài đây một vòng nè. Kim thấy mấy cái chị hàng xóm à, bây giờ người ta hay làm việc tại nhà đó cô chú anh chị. Đi một mé một bên đây nè con, đừng đi chính giữa đó. Đi bên đây nè, đi giữa đó có xình đó. Kim thấy những cái người mà giống như mấy chị hàng xóm nhà Kim nè, hay làm việc tại nhà đó, cái giữa buổi trưa đó là chị sẽ đi bộ một vòng, xong về làm việc tiếp, xong buổi chiều là cũng sẽ ra đi bộ một vòng vậy đó mọi người. Đi bộ thư giãn ha, hít thở không khí trong lành, tập thể dục nhẹ nhàng nữa. Ngồi hoài nguyên cả ngày ở trong bàn làm việc cũng rất là mệt ha cô chú anh chị, cũng bí nữa. Mùa thu, nếu mà mùa thu là Kim không cần phải đi du lịch đâu luôn. Đi bộ ngoài đây thôi là ngắm những cái lá vàng này nè, đẹp tuyệt vời luôn. Không cần phải đi đâu ngắm lá hết trơn á cô chú anh chị ơi. Tới nhà rồi mà cô chú ơi. Nè con ăn đi. Làm trái cây cho em Chi ăn nhẹ trước. Xong rồi cái cho em Chi chơi chút xíu, xong rồi Kim làm đoạn tối. Là em Chi sẽ bắt đầu học bài cho mọi người. Chị thích ăn strawberry, chị thích ăn dâu tây với sữa đặc nè. Ngon hết chị ha. Can you put that all over? Why? Cái đó ngọt mà con, cái lê đó ngọt mà. But I'll try it. Ngon. Nó ăn gì kỳ khôi tưởng mà cô chú ha. Lê mà cũng chấm sữa đặc nữa hả? Em thích yummy. Ăn lê chấm sữa đặc chịu nổi không? Kim làm đồ ăn tối ha cô chú anh chị. Hôm nay Kim sẽ làm miếng trộn thịt bò mọi người. Trước tiên là làm rau củ.
miếng rộng là mình phải làm nhiều rau mới ngon ha mọi cô chú anh chị. Đi shopping quên mua rồi, để mai đi shopping với ba rồi mua ha. Cái gói miếng này được Kim mua từ Việt Nam qua nè. Này cái sợi miếng này nó nhỏ đó cho nên luộc cũng rất là nhanh cô chú anh chị, để vô vài phút là nó chín rồi. Xong rồi vớt ra Kim sẽ cho vài muỗng dầu vào trộn ha. Cà rốt bào sợi này Kim cũng trụng khoảng 1 phút thôi. Ở nhà Kim còn có mấy cọng măng tây cho nên là Kim làm chung luôn. Vớt ra xong rồi lấy cái nồi này trụng cải bó xôi ha cô chú anh chị. Cải bó xôi thì mình để cho nó ngập nước thôi. Trộn lên một lần là vớt ra được rồi đó. Không có để lâu ha mọi người. Trộn ra xong rồi Kim sẽ cho vào cái tô nước đá luôn.
cho dầu vào chảo cháy tỏi cho vàng, xong rồi cái mình cho nước tương, dầu hào, đường, chút xíu hạt nêm và tiêu để làm nước sốt trộn hả cô chú anh chị. Phần này cho em Chi ha cô chú anh chị. Em Chi không có ăn được nhiều loại rau mọi người. Vậy thôi đó. Lần đầu em chưa ăn miếng xào luôn cô chú anh chị. Put this away from me. Xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video đến đây. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo nha. Bye bye. I'm a smile.